Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Phạm Thị Kim Ngọc. Bài học ngày hôm nay cô giới thiệu cho các em đó chính là bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. Trọng tâm bài học ngày hôm nay, khi thực hiện phân tích đa thức thành nhân tử, các em cần thực hiện theo các bước như sau. Bước thứ nhất là các em đặt nhân tử chung. Bước thứ hai là các em dùng hàng đẳng thức. Bước thứ ba là các em nhóm hạng tử. Và khi các em phối hợp cả ba bước này, nghĩa là chúng ta đã phối hợp các phương pháp. Để hiểu rõ hơn về nội dung bài học, cô và các em cùng đi vào phần ví dụ. Đề bài như sau. Phân tích đa thức sau thành nhân tử. X mũ 4 cộng 2 x mũ 3 cộng x mũ 2. Các em quan sát màn hình. Như vậy, ở bước thứ nhất, các em đặt nhân tử chung là x mũ 2 trong ngoặc, còn lại là x mũ 2 cộng 2x cộng 1. Sau đó xuất hiện hàng đẳng thức số 1 bình phương của một tổng. Như vậy, đáp án sẽ là x mũ 2 nhân với đa thức x cộng 1 tất cả mũ 2. Ví dụ thứ hai, phân tích đa thức sau thành nhân tử. X mũ 2 cộng 5x trừ y mũ 2 cộng 5y. Ở dấu bằng thứ nhất, các em sử dụng phương pháp nhóm hạng tử, cụ thể nhóm 1 với 3, 2 với 4. Ở dòng thứ hai, các em đặt nhân tử chung. 5x cộng 5y, như vậy đặt nhân tử chung là 5, trong ngoặc còn x cộng y. X mũ 2 trừ y mũ 2, ở đây các em sử dụng hàng đẳng thức số 3 là đa thức x trừ y nhân với đa thức x cộng y. Dấu bằng cuối cùng, các em phát hiện nhân tử chung. Nhân tử chung trong bài này chính là đa thức x cộng y, như vậy trong ngoặc còn x trừ y cộng 5. Do đó, khi phân tích một đa thức thành nhân tử, các em thực hiện theo các bước như sau. Bước thứ nhất, đặt nhân tử chung nếu tất cả các hạng tử đều có nhân tử chung. Bước thứ hai, dùng hàng đẳng thức nếu có. Bước thứ ba là nhóm các hạng tử. Thường thì mỗi nhóm phải có nhân tử chung hoặc là hàng đẳng thức. Ở đây, nếu cần thiết, các em phải đặt dấu trừ trước dấu ngoặc và đổi dấu tất cả các hạng tử. Chúng ta sang nội dung tiếp theo. Phân tích đa thức thành nhân tử, đó chính là chấm hỏi số 1 trong sách giáo khoa. Đề bài là 2x mũ 3y trừ 2x y mũ 3 trừ 4x y bình trừ 2x y. Nội dung bài giải như sau. Ở dấu bằng thứ nhất, các em đặt nhân tử chung là 2x y. Như vậy trong ngoặc còn x mũ 2 trừ y mũ 2 trừ 2y trừ 1. Sau đó trong ngoặc các em nhóm 3 hạng tử. Ở đây khi đặt dấu trừ thì dấu tất cả các hạng tử bên trong phải đổi dấu. Y mũ 2 cộng 2y cộng 1 xuất hiện hàng đẳng thức số 1. Lại xuất hiện hàng đẳng thức số 3. Như vậy ở đây sẽ là x trừ mở ngoặc y cộng 1 đóng ngoặc nhân với đa thức x cộng y cộng 1. Sau đó các em tiến hành mở dấu ngoặc. Trước dấu ngoặc là dấu trừ, cho nên chúng ta đổi dấu tất cả các hạng tử và đáp án sẽ là 2xy nhân với đa thức x trừ y trừ 1 nhân với đa thức x cộng y cộng 1. Nội dung tiếp theo là hai nhỏ áp dụng. Đề bài như sau. Tính nhanh giá trị của biểu thức x mũ 2 cộng 2x cộng 1 trừ y mũ 2 tại x bằng 94,5 và y bằng 4,5. Ở đây, trước khi thế x và y, các em cần phải phân tích đa thức thành nhân tử và ta sử dụng phương pháp là nhóm 3 hạng tử đầu tiên. Ta ra được hàng đẳng thức số 1 là bình phương của một tổng. Sau đó xuất hiện hàng đẳng thức số 3 là hiệu hai bình phương. Đáp án ở đây là đa thức x cộng 1 cộng y nhân với đa thức x cộng 1 trừ y. Sau đó các em tiến hành thay x bằng 94,5 và y bằng 4,5 và kết quả các em đã phân tích và được là 9100. Bài tập trên bảng như sau. Khi phân tích đa thức x mũ 2 cộng 4x trừ 2xy trừ 4y cộng y mũ 2, bạn Việt đã có các bước phân tích như sau. Thì đề yêu cầu chúng ta là bạn Việt đã sử dụng những cái phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử. Đáp án như sau. Ở dấu bằng thứ nhất, bạn Việt đã sử dụng phương pháp là nhóm hạng tử. Cụ thể là bạn nhóm x mũ 2, 2xy và y mũ 2 là một nhóm. Nhóm thứ hai là 4x với lại 4y. Sau đó bạn tiến hành đặt nhân tử chung của mỗi nhóm. Ở đây ta rút 4 ra ngoài thì trong ngoặc còn x trừ y. Đây xuất hiện hàng đẳng thức số 2 là bình phương của một hiệu. Lại xuất hiện nhân tử chung là x trừ y. Do đó trong ngoặc còn x trừ y cộng 4. Củng cố chọn đáp án đúng trong các đáp án sau. Câu đầu tiên.
Khi phân tích đa thức 4 x mũ 3 cộng 8 x mũ 2 cộng 4 x thành nhân tử ta có. Ở đây bạn đặt 4 x ra ngoài, trong ngoặc còn x mũ 2 cộng 2 x cộng 1 bằng 4 x nhân với đa thức x cộng 1 tất cả bình phương. Và đề bài yêu cầu chúng ta là thứ tự các phương pháp phân tích trong bài giải trên là, các em hãy chọn một trong 4 đáp án trên bảng. Đáp án ở đây là câu A, nghĩa là đầu tiên bạn đặt nhân tử chung là 4 x, sau đó bạn thấy xuất hiện hằng đẳng thức số 1 là bình phương của một tổng. Chúng ta sang câu 2. Kết quả sau khi phân tích đa thức 2x mũ 2 trừ 50 thành nhân tử là? Đáp án ở đây ta chọn là đáp án B. Lý do 2x mũ 2 trừ 50, các em đặt nhân tử chung là 2, như vậy trong ngoặc còn x mũ 2 trừ 25. 25 là 5 mũ 2, như vậy trong ngoặc xuất hiện hằng đẳng thức số 3 là hiệu 2 bình phương. Do đó đáp án sẽ là 2 nhân với đa thức x trừ 5 nhân với đa thức x cộng 5. Nên chúng ta chọn câu B. Chúng ta sang câu tiếp theo. Kết quả sau khi phân tích đa thức x mũ 2 cộng 4x trừ y mũ 2 cộng 4 thành nhân tử là? Đáp án ở đây các em chọn câu C. Lý do các em sử dụng phương pháp nhóm hằng tử, cụ thể là x mũ 2, 4x với 4 là một nhóm. Do đó xuất hiện hằng đẳng thức số 1 bình phương của một tổng. Sau đó lại xuất hiện hằng đẳng thức số 3 hiệu 2 bình phương. Như vậy đáp án sẽ là tích của hai đa thức x cộng 2 cộng y nhân với đa thức x cộng 2 trừ y. Chúng ta sang câu tiếp theo. Giá trị của biểu thức x mũ 2 trừ y mũ 2 trừ 2y trừ 1 tại x bằng 93 và y bằng 6 là? Ở đây chúng ta chọn câu C. Lý do các em tiến hành phân tích đa thức thành nhân tử, chúng ta nhóm 3 hằng tử y mũ 2, 2y và 1. Ở đây các em đặt dấu trừ trước dấu ngoặc, do đó dấu tất cả các hằng tử bên trong sẽ đổi dấu. Ở đây xuất hiện hằng đẳng thức số 1 bình phương của một tổng y cộng 1 tất cả bình, lại xuất hiện hằng đẳng thức số 3. Như vậy đáp án sẽ là đa thức x trừ y trừ 1 nhân với đa thức x cộng y cộng 1. Sau đó các em tiến hành thế x bằng 93 và y bằng 6. Đáp án sẽ là 8600. Cô chốt lại nội dung bài học ngày hôm nay cho các em. Bài phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp, nghĩa là khi thực hiện phân tích đa thức thành nhân tử, các em cần phải đi theo thứ tự như sau. Thứ nhất là đặt nhân tử chung, thứ hai là dùng hằng đẳng thức và thứ ba là nhóm các hằng tử. Khi các em sử dụng cả ba phương pháp này gọi là phối hợp các phương pháp. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong chương trình siêu trí nhớ học đường tiếp theo.